Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp. Triển khai kế hoạch tổ chức giải gôn ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Lương y Đào Thanh Tân, người có uy tín ở xã Xuân Hải và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo tại buổi làm việc, 7 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực. Với 83 nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Sở Tư pháp đã hoàn thành 79 nhiệm vụ đúng hạn, còn 4 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành, hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên. Tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo, chất lượng ngày càng được nâng cao. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực của Sở Tư pháp trong 7 tháng đầu năm. Nhất là đã đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, không để trễ hẹn. Các đồng chí đã củng cố về bộ máy, đã bổ sung về con người, tiếp tục đào tạo, làm sao giỏi vững việc chuyên môn. Và nội dung này là vô cùng quan trọng bởi vì liên quan đến pháp lý, pháp luật ngày càng nhiều mà ngày càng mới. Thế mà luật, quy định, nghị định, thông tư càng ngày càng nhiều và càng mới. Như vậy các đồng chí phải bắt nhịp kịp chứ. Rồi mới tham mưu, rồi mới đề xuất, rồi mới kiến nghị, rồi mới tham vấn, rồi mới phối hợp cho các sở ngành địa phương, rồi vân vân để làm được cái nhiệm vụ của mình chứ. Các đồng chí không giỏi cái này làm sao hướng dẫn. Mà giỏi về pháp luật trong khi là chúng ta ban hành rất nhiều những cái mới, càng khó khăn hơn. Thì chúng tôi rất mong muốn là kỷ luật, kỷ cương ngành chính này, cải tiến lề lối tác phong làm việc rồi thì gắn với lại đào tạo chuyên môn nghiệp vụ là phải càng ngày càng phải tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu công tác. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục bám sát chương trình công tác của ngành, của tỉnh để tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tăng cường công tác kiểm tra, giám định tư pháp, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tư pháp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao, quan tâm triển khai các giải pháp cải thiện, duy trì bền vững, ổn định các chỉ số 3 Index, cải cách hành chính, 3 B, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, CBAS, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị của Sở Tư pháp, góp phần hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại sân golf Nara Bình Tiên, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức giải golf ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Theo đó, giải golf ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại sân golf Nara Bình Tiên, thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, với sự tham gia của 100 đến 150 vận động viên trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh các hoạt động thi đấu, tại lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ tiến hành đấu giá một số hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của tỉnh. Toàn bộ kinh phí vận động và đấu giá sẽ ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, việc tổ chức giải gôn ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2023 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận, góp phần lan tỏa phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, cùng chung tay với chính quyền các cấp, chăm lo, giúp đỡ và động viên người nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
để giải gôn được tổ chức theo kế hoạch đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị khẩn trương kiện toàn ban tổ chức giải, rà soát các đầu công việc liên quan, hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị, nhất là địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất, công tác đón tiếp vận động viên, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh thông tin truyền thông về mục đích ý nghĩa của giải gôn để vận động viên, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân biết, cổ vũ và tham gia, tạo điều kiện để giải diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Hội đồng Sư cả Hội giáo Bà Ni tỉnh tổ chức lễ phát động và xây dựng mô hình điểm Cộng đồng Hồi giáo Bà Ni tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại thôn Phước Nhân 1, xã Sông Hải, huyện Ninh Hải. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Châm Mai Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Chung tay bảo vệ môi trường. Phát biểu phát động tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân mà còn là văn hóa, đạo đức, tiêu chuẩn, bảo đảm cho xã hội văn minh phát triển. Đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức tôn giáo, người dân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư thôn Phước Nhân 1 ý thức, trách nhiệm và có những việc làm cụ thể để chung tay góp sức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước mắt, ban vận động và tổ tự quản bảo vệ môi trường, các vị chức sắc trong Hội đồng Sư cả Hội giáo Bà Ni, bà con tín đồ và cộng đồng nhân dân tăng cường tuyên truyền, thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trong thôn xóm, khuyến khích mọi nhà trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó còn phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc và nhân dân tham gia giám sát công tác bảo vệ môi trường, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, các ban ngành đoàn thể, chức sắc và người dân thôn Phước Nhân 1 đã tham gia ký cam kết chung tay bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Châm Mai Lê Thị Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và Hội đồng Sư cả Hội giáo Bà Ni tỉnh đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường liên thôn Phước Nhân 1, xã Sông Hải, huyện Ninh Hải. Thưa quý vị và các bạn, ở làng Cham Phước Nhân, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, nhiều người biết đến lương y Đạo Thanh Tân. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng bất kể ngày đêm, nắng hay mưa, mỗi khi làng xóm cần, ông đều sẵn sàng giúp đỡ. Với sự gương mẫu và uy tín của mình, ông Tân đã cùng các ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con, thắt chặt đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Ông Đạo Thanh Tân đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề thuốc nam gia truyền. Tận tâm, uy tín, nhà ông Đạo Thanh Tân đón người bệnh từ trong Nam, ngoài Bắc tìm đến bốc thuốc điều trị bệnh. Chính nhờ danh tiếng và thành công của ông Tân đã góp phần giúp nghề thuốc nam ở địa phương phát triển, giúp người dân nơi đây yên tâm gắn bó với nghề. Rồi cái là gia truyền thuốc này là có ông chỉ từng món thuốc này trị bệnh gì á, là ông truyền món. Nhưng mà lúc đó là phải tức mà là học ông đầu tiên á, rồi sau này nhà nước mới mở rộng ra, về đông y mới đi học á, là về bên nhà nước thêm là cho nó rõ hơn, để có giấy tờ chứng chỉ rồi này kia nó để đi phục vụ các nơi. Qua hàng chục năm nay là có coi như là các bậc cha mẹ rồi là từ cái hoạt động kinh tế theo cái phát triển nghề thuốc nam này là đã xây dựng được là cho coi như là kinh tế gia đình này, rồi phát triển cho tương lai cho con em ăn học là ngày càng phần đông là nhiều, coi như thành đài thành đạt. Không chỉ là lương y giỏi, ông Đạo Thanh Tân còn là tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con cái. Cả bốn người con của ông đều tốt nghiệp đại học và cao đẳng, và tất cả đều vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kinh tế ổn định, ông có điều kiện giúp người nghèo, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Hàng năm chúng tôi là tổ chức khen thưởng từ 5 đến 10 triệu cho các cháu. Thì ông Đạo Thanh Tân là có người uy tín trong thôn. Thành thử chúng tôi là bầu ra ông Thanh là để kiểm soát chi hội chúng tôi. Đồng thời thì ông Sự Đồng Tâm có nhiều đóng góp cho xã hội, mục đích là tại địa phương, là chúng tôi rất tin tưởng đối với Đồng Tâm. Là người am hiểu phong tục tập quán, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, ông Đạo Thanh Tân đã trực tiếp thuyết phục, hòa giải kịp thời nhiều vụ việc, không để xảy ra điểm nóng,
góp phần giữ bình yên cho thôn xóm. Ông Đào Thanh Tân là một trong những người đi đầu cùng với chính quyền để trực tiếp đến vận động làm công tác cho cái cộng đồng, cho xã hội được yên ổn. Và dù nắng dù mưa, dù ban đêm ban hôm, bất cứ lúc nào khi có nhu cầu của chính quyền địa phương thì ông đều có mặt để cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của người uy tín. Như lúc nào là tôi cũng đều là mong muốn vận động nhân dân sống phải tuân theo hiến pháp pháp luật của nhà nước, làm theo cái vấn đề chủ trương của đảng và chính quyền. Mình phải nghe đảng, nghe nhà nước, nghe chính quyền, và vận động nhân dân là làm là coi như mấy khâu sạch sạch xanh sạch đẹp, trồng cây trồng cối, rồi coi như là chăm sóc con cái. Là bằng những việc làm cụ thể thiết thực, lương y Đạo Thanh Tân đã được cấp có thẩm quyền vinh danh là người có uy tín tiêu biểu. Lương y Đạo Thanh Tân là gương sáng và là chiếc cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với người dân. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023. Cuộc thi không chỉ là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng và tin dùng hàng Việt, góp phần lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Để rõ hơn về cuộc thi này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước hết cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trực tuyến bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023 do Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh tổ chức ạ? Tổ chức cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội, chuyển từ cái tư duy ưu tiên dùng hàng Việt Nam sang tư duy và hành động tin dùng hàng Việt Nam. Và đồng thời cái cuộc thi nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ các cái sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Thuận chúng ta và các cái cơ sở, các hợp tác xã và các doanh nghiệp mà sản xuất ra sản phẩm OCOP trên địa bàn. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về một số nội dung của cuộc thi ạ? Cuộc thi thì được phát động và thực hiện từ ngày 19 tháng 8 và kết thúc vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Đối tượng tham gia dự thi là gồm các cái cơ sở, các hợp tác xã, các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Thuận chúng ta. Các cái cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp gửi cái sản phẩm OCOP của mình bằng hình ảnh thông qua cái thư điện tử sản phẩm OCOP Ninh Thuận gmail.com. Và sau khi qua vòng sơ khảo thì sản phẩm này được đăng trên trang fanpage để người bình chọn. Việc tổ chức cuộc thi bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023 bằng hình thức trực tuyến có tác động như thế nào đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 09 của tỉnh ủy đề ra, thưa đồng chí? Cuộc thi này là thực hiện hoàn toàn qua không gian mạng. Có nghĩa là đối tượng dự thi và người tham gia bình chọn đều thao tác thông qua không gian mạng. Và các cái tác phẩm dự thi gửi theo cái địa chỉ thư điện tử đã được xác lập của ban tổ chức. Và chấm thi và các cái hoạt động của ban tổ chức thi cũng diễn ra ở trên không gian mạng. Sau khi qua vòng sơ khảo lựa chọn thì đăng trên trang fanpage để cho mọi người vào cùng tham gia bình chọn.
Và cái việc tổ chức thi tuyển này nó tạo ra một cái sản phẩm chuyển đổi số. Và đồng thời cái việc tổ chức này nó tuyên truyền quảng bá những sản phẩm đặc thù của tỉnh thông qua không gian mạng. Và chính cái này nó góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng xã hội số theo nghị quyết 09 của tỉnh đây. Thưa đồng chí, ban tổ chức cuộc thi làm gì để cuộc thi bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích năm 2023, có sức lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia? Đã tổ chức tuyên truyền và quán triệt một cách rất là sâu kỹ nội dung rồi mục đích ý nghĩa của cuộc thi đến tất cả các cái thành viên, các cái cơ quan đơn vị mà có thành viên là ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam, đẩy mạnh cái chiến dịch truyền thông với cái đổi mới cái truyền thông theo cái hướng phong phú đa dạng và phù hợp. Tôi mong muốn là bà con nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cái cuộc thi này để góp phần cho cái cuộc thi thành công và đạt mục tiêu đề ra. Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Chiều nay, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trâm Ma Lý Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan. Qua hơn một năm thực hiện nghị quyết số 21, công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thuận Nam có nhiều chuyển biến. Việc xây dựng, hoàn thiện, quản lý, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, tài chính về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Hiện 100% thửa đất đủ điều kiện đã được chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản chưa khai thác được Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên, nhất là nhân dân các xã ven biển. Hiện tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tập trung đạt 94%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường của huyện Thuận Nam thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, những vấn đề bức xúc liên quan đến khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Thuận Nam tiếp tục rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết số 21 đề ra, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện tốt. Ngoài ra, huyện Thuận Nam cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản, quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất công ích, tài nguyên khoáng sản, đồng thời xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp dữ liệu về đất đai để quản lý hiệu quả hơn. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Ninh Thuận không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cũng như chưa có lô hàng thủy sản nào bị yêu cầu chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Hiện nay, tổng số tàu cá của tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là 824 chiếc, đạt 99,6%. Có 829 tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi, đạt 100%. Toàn tỉnh có 821 tàu cá đang hoạt động, đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,8%. Triển khai đánh dấu tàu cá cho 2.200 chiếc, trong đó có 829 tàu cá từ 15 mét trở lên. Hiện tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai hoạt động tuần tra kiểm soát tàu cá trên biển nhằm ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Cũng liên quan đến thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản gắn với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định,
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nay đến năm 2025, hàng năm Ninh Thuận sẽ cắt giảm tối thiểu từ 1,5% số tàu hoạt động vùng khơi, 4% số tàu hoạt động vùng lộng và 5% số tàu hoạt động vùng biển ven bờ trên tổng số tàu cá hiện có của tỉnh. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, ngoài việc cắt giảm số tàu như giai đoạn trước, tỉnh sẽ không cấp giấy chấp thuận đóng mới cải hoán đối với tàu làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê, thu ngư. Để hoàn thành mục tiêu đề ra căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành và các huyện thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác hải sản hiện hành, triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, chính sách đào tạo nghề cho người lao động chuyển đổi nghề từ khai thác hải sản ra các ngành nghề khác hoặc khai thác hải sản gắn với các hoạt động dịch vụ khác, nghiên cứu lồng ghép các chính sách hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu quốc gia để đào tạo tập huấn nghề, xây dựng các mô hình kinh tế cho người dân, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có lao động khai thác thủy sản. Bên cạnh phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản, ngành nông nghiệp Ninh Thuận cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, tỉnh đã có 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, trong đó có 18 dự án trồng trọt, 3 dự án chăn nuôi, 8 dự án thủy sản, 2 dự án chế biến nông sản. Để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian tới tỉnh Ninh Thuận sẽ đẩy mạnh hợp tác liên kết để nghiên cứu lựa chọn các quy trình công nghệ sản xuất, các loại giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất chất lượng phù hợp với tiềm năng lợi thế và tình hình sản xuất của tỉnh, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên sử dụng các nguồn lực để thực hiện nhanh chuyển đổi số, từng bước đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 260 hectare và mục tiêu đến năm 2025 sẽ nâng lên 1.000 hectare. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.